96 phút thi đấu, không một lần đưa bóng đi trúng đích. Nhật Bản thua từ quả ném biên trời ơi đất hỡi và bị chính Indonesia đánh tuột hạng xuống thứ 3 tại vòng loại World Cup 2026. Một buổi tối quả thực không thể buồn hơn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong ngày sinh nhật tuổi 69 của mình, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã chẳng thể tặng bất kỳ món quà nào cho bản thân cũng như đội tuyển mà ông đang dẫn dắt. Không những vậy, một viễn cảnh đầy khó khăn đã được chính chiến lược gia người Pháp tạo ra với Việt Nam sau những thất bại thật khó nuốt trôi như thế này. Ấn tượng ngay những giây phút đầu tiên của trận tái đấu giữa Việt Nam và Indonesia, đó chính là mặt sân Bukano vẫn rất xấu. Đây là vấn đề được nhắc tới rất nhiều từ trước khi cuộc chiến mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội diễn ra. Sau sự kiện âm nhạc được tổ chức tại đây cách đây một tháng, đội ngũ nhân viên đã không kịp bảo dưỡng. Chính điều đó đã khiến cho chất lượng sân bị suy giảm trầm trọng. Tuy nhiên điều đó chẳng thể ngăn cản những chiến binh Việt Nam nhập cuộc với tinh thần cao nhất. Nếu như đặt ở mốc thời gian không phải hiện tại, điều đó chẳng có gì bất ngờ. Nhưng với thái độ khác hẳn so với sự mệt mỏi tại Asian Cup 2023 vừa qua, Việt Nam đã khiến đội chủ nhà Indo thực sự sững sờ. Với sơ đồ 5-3-2, nhưng khi bắt đầu sẽ được biến tấu thành dàn tiền vệ 5 người, binh đoàn rồng vàng đã không ngần ngại lộ rõ ý đồ pressing. Đây có thể coi là miếng đánh lấy độc trị độc khi Việt Nam đã dùng chính cách tiếp cận quen thuộc của Indonesia để lật bài ngay trên sân đối thủ. Tuyến giữa là điểm nhấn rõ ràng nhất trong hiệp 1 của trận đấu này. Sự thay đổi rõ rệt chắc hẳn thuộc về Thái Sơn, từng bị xem là bác sĩ yếu nhất và nhận tương đối chỉ trích sau Asian Cup. Lần này chàng tiền vệ mang số 16 đã lột xác. Anh đấu tay đôi sòng phẳng với những ngôi sao nhập tịch bên phía Indonesia, trong khi Đình Bắc vẫn quá năng nổ với sức trẻ và sự đột biến cao độ. Điều này giúp Việt Nam giữ vững thế trận, nếu không muốn nói là vượt trội trong hiệp 1. Nên nhớ rằng 20 phút đầu tiên, đội tuyển thân yêu của chúng ta cầm bóng tới hơn 90%. Cơ hội cũng đã có, tiêu biểu là những pha hãm thành của Hoàng Đức và Xuân Mạnh. Đến phút 44, Minh Trọng treo bóng vào trong vòng cấm của Indonesia từ tình huống cố định. Thủ môn ID Sacho bắt bóng không tốt. Quá đáng tiếc khi nhờ Mạnh Dũng lại tung cú sút hụt để lỡ mất cơ hội, Việt Nam đành chấp nhận khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa không đều. Những tưởng với thế trận có phần nhỉnh hơn, cùng với tinh thần lên cao, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đà hưng phấn để tạo ra khác biệt khi trận đấu quay trở lại. Nhưng rồi bất ngờ, Indonesia đã tung đòn ngay đầu hiệp 2, khiến đoàn quân áo trắng không kịp chống đỡ. Phút 51, cầu thủ vào sân thay người Pratama Arhan ném biên rất mạnh, đưa bóng vào vòng cấm. Minh Trọng phá bóng không tốt, tạo cơ hội để Egi Maulana dứt điểm cận thành, khiến Nguyễn Philip không kịp trở tay. 1-0 cho Indo trước sự hụt hẫng của khán giả cũng như các cầu thủ Việt Nam. Bị nhận gáo nước lạnh ngay tại sân khách, huấn luyện viên Chuzier mới có sự thay đổi nhân sự. Nhưng chỉ đến khi Thành Long và Hồ Tấn Tài vào sân thay Hùng Dũng và Minh Trọng, sự khởi sắc mới phần nào quay trở lại. Xuân Mạnh tạt bóng từ cánh trái ở phía cột xa để Tấn Tài bật cao đánh đầu đưa bóng đi chạch cột dọc khung thành Indonesia. Thế nhưng đáng buồn thay, khi cả Tiến Linh và Văn Toàn vào sân thì cũng không thay đổi được số phận. Đó là tất cả những gì mà Việt Nam có thể làm được. Indo sẵn sàng chơi rắn khi phạm lỗi liên tục để bẻ vụn trận đấu. Lưới đá rắn không ngại thổi phạt ấy của đội chủ nhà đã khiến các cầu thủ áo trắng lạc lõng trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của Thành Nguyễn Philip khi từ chối cú đệm bóng từ Egi Maulana, nỗi buồn của khán giả tại quê nhà còn nhân lên gấp bội. Cuối cùng tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, một ngày sinh nhật tuổi 69 buồn của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Trận thua này đã là trận thua thứ hai liên tiếp của Việt Nam phải đón nhận từ Indonesia chỉ sau 3 tháng. Dù binh đoàn rồng vàng vẫn còn cơ hội trả cả gốc lẫn lãi trong trận tái đấu tại Mỹ Đình sau đây 5 ngày, nhưng thực sự niềm tin dành cho Chuzier liệu còn bao nhiêu? Sau trận đấu này, tương lai của chiến lược gia người Pháp sẽ đi về đâu? Và liệu Việt Nam có mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại để viết tiếp câu chuyện cổ tích tại vòng loại World Cup 2026?